Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Sau 4 ngày hoạt động mạnh, khối không khí lạnh chi phối các vùng biển nước ta đang bước vào giai đoạn suy yếu. Biểu hiện của nó là trường gió trên các vùng biển đang giảm cấp dần. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, cường độ gió đông bắc giảm dần xuống mức cấp 5, có lúc cấp 6 và dự báo tình trạng gió như vậy sẽ còn duy trì liên tục đến hết ngày 5 tháng 1. Còn ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cũng hạ xuống còn mức cấp 5, có lúc cấp 6 trong hôm nay và sẽ còn giảm thêm xuống mức cấp 5 trong các ngày 4 và ngày 5 tháng 1. Mưa sẽ chỉ còn xuất hiện rải rác và tập trung vào chiều và tối. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong 24 giờ tới. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc cũng hạ xuống còn mức cấp 4, cấp 5, không phải là mức gió mạnh. Vì vậy, sóng biển cũng sẽ giảm dần, việc ra khơi của bà con và đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ và ngược lại cũng sẽ bớt khó khăn hơn. Trong đêm nay và ngày mai, tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn, gió đông bắc có lúc mạnh cấp 6, vậy nên sóng biển vẫn còn cao trên 2 mét và vẫn xảy ra tình trạng biển động. Tuy nhiên, mưa dông thì đã giảm xuống còn vài nơi và dự báo sang đến ngày 4 tháng 1 thì sóng gió mới giảm trở lại. Đối với tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến với Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió đông bắc ở đây vẫn còn mạnh ở mức cấp 6. Vì vậy, sóng biển vẫn cao trên mức là 2,25m. Tình trạng biển động vẫn kéo dài, việc đi lại trên tuyến hải trình này vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không khí lạnh cũng đang ảnh hưởng đến khu vực biển Tây của Nam Bộ là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Tuy nhiên, cường độ gió đông bắc ở đây không mạnh, chỉ ở cấp 4, vậy nên sóng biển không cao, mưa dông cũng giảm xuống còn vài nơi, vậy nên tầm nhìn xa cũng được cải thiện lên trên 10 km. Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho việc đi lại trên tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc và ngược lại. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.